Chiều nay ngày 17 tháng 12, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cùng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đến kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Trà Nóc 1. Qua kiểm tra, cả hai đơn vị là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Xuất khẩu Nam Hải và Công ty Cổ phần Bi Sài Gòn Miền Tây đều duy trì sản xuất ổn định với các phương án sản xuất an toàn và đăng ký với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. Hiện tất cả công nhân tham gia sản xuất đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và cả hai đơn vị đều duy trì các biện pháp phòng chống dịch thông qua việc chia nhỏ số lượng ở các khâu nhằm đảm bảo duy trì sản xuất, đáp ứng kịp thời các đơn hàng. Cả hai doanh nghiệp đều mong muốn lãnh đạo thành phố Cần Thơ và sở ngành liên quan sớm có kế hoạch tổ chức tiêm mũi 3 cho công nhân lao động. Đánh giá cao sự nỗ lực của hai doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất an toàn, đồng chí Lê Văn Thành và đồng chí Lê Tấn Thủ cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện tốt hơn các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc xử lý các trường hợp nhiễm bệnh. Đối với các kiến nghị về tiêm vaccine và các chính sách hỗ trợ cho người lao động, lãnh đạo thành phố ghi nhận và sẽ đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp hỗ trợ. Hiện thành phố Cần Thơ có 125 trên tổng số 170 doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động với khoảng 30.000 trong tổng số 40.500 công nhân. Hoạt động của các nhà máy đạt từ 100 đến 120% công suất, bởi đa số các doanh nghiệp đều sẽ có nhiều đơn hàng trong dịp Noel tới tay.